Vâng, xin chào mọi người, quay trở lại với kênh YouTube Cường Ô Tô. Thì hôm nay video này mình muốn giới thiệu với mọi người một chiếc xe mà mình mới lấy về, đó chiếc xe tải EZ65 của Đô Thành. Nói cái dòng này thì chắc cũng tương đối nhiều anh em biết rồi. Dòng xe Đô Thành EZ65 với hai phiên bản, ba phiên bản, nó là 1.9, 2.4 và 3.5. Thì ngay trước mắt anh em này chúng ta có xe 3.5 đời 2018 cho mọi người. EZ65 động cơ Isuzu 2.77. Đó, đây là về sơ bộ bên ngoài của chiếc xe này. Xe này mình đi xem thì xe này gần như là zin từ đầu đến chân, chỉ có chiếc thùng thôi. Chiếc thùng thì nó có hơi cũ chút xíu, về đầu cabin hay máy móc khung gầm thì nó toàn như là mới trang trí băng tinh luôn. Máy móc động cơ thì tí nữa mình sẽ lật lên nổ máy cho anh xem, anh em xem nghe thử xem chiếc động cơ. Bây giờ mọi người cùng tôi chúng ta đi một vòng cái xe này xem. Cái xe này đời 2018, chủ đã sử dụng 2 năm rồi, năm nay năm 2020 chuyển đến bước sang 2021. Thì xem nó có khấu hao hay là nó có xuống cái gì không, chất lượng có xuống hay không. Đây, đầu cabin này, anh em nhìn thấy đây. Cabin thì theo tôi đánh giá thì gần như là còn mới. Nước sơn của Đô Thành thì là một số những cái thương hiệu xe tải lắp ráp Việt Nam tốt nhất tại thời điểm này. Cái này thì mình không nói quá, những anh em nào đã sử dụng xe Đô Thành thì chắc chúng ta cũng đã biết sơ qua rồi. Đó, đây. Cái thùng này thì bản lề thì nó hơi yếu xíu. Chủ trước đã có gia cố lại rồi, hàn lại rồi. Đó, bên này thì có quả hơi chảy xước chút xíu, xe cũ mà nó không thể tránh được. Cái này thì làm lại nó không hết bao nhiêu tiền đâu. Đó. Đây, bán lề về mình cũng hàn co lại. Đó, đây phần đuôi này, đuôi xe này. Mọi người nhìn ở đây biết được là những cái cảng nó còn zin đó. Mọi người nhìn sơ qua đây cái thì thấy biết là xe là cấn đụng hay chưa, những cái góc này, ngay góc hai bên này. Đó là biết ngay. Đó, bên đây chính là cái bên hông của xe này. Xin giới thiệu qua chút xíu, hiện tại trước đây thì mình chuyên làm xe mới, bây giờ mình có chuyển qua để làm thêm xe cũ nữa. Thì bên mình có nhận là thu mua xe cũ đổi xe mới đó, hoặc đổi xe mới đến xe cũ, cái này tùy anh em hiểu thôi. Đó, đây là chúng ta có phiên bản EZ265 đó, hoặc là EZ65 đời 2018. Đây, đối với tất cả những dòng xe tải của Đô Thành nhá, 3.5, 1.9, 2.4, chúng ta chỉ có một duy nhất một loại thùng thôi. Một kích thước thùng, xin lỗi, thùng chúng ta có thùng kín, thùng bạt, thùng đông lạnh, đó, thùng lửng. Tải có 1.9, 2.4 và 3.490 để chạy bằng B2 nha mọi người. Lốp thì lốp 725, thùng 4.3. Đó là điểm đặc trưng của tất cả những dòng xe Đô Thành. Nếu anh em nào mà quan tâm cái dòng xe EZ65 mà mình đang có này á, thì hãy alo cho mình đó, để nhận báo giá về dòng xe này cũng như các cái dòng xe mà anh em quan tâm. Xe cũ thì anh em hãy điện thoại ngay cho mình để biết được bài mình qua một chiếc. Bởi vì video thường là xe về cũng nhanh mà bán cũng nhanh, cũng chiếc đậu lại vài tháng cũng lên môi trường lắm, nên anh em hãy gọi điện ngay cho mình nhá. Đó, đây chính là cabin của chiếc xe Đô Thành EZ65 này, đời 2018, chính chủ chạy này. Đó, ghế da này anh em nhìn thấy đây. Đó, rất chi ông chủ trước chạy rất chi là giữ xe này, ghế da này còn nguyên hết đây. Đây, ghế bên phụ gần như là không có ngồi. Đó, mọi người nhìn thấy đây, ghế bên tài bên phụ thì ghế này chưa ngồi, nhưng hàng ghế ngoài thì đã có ngồi rồi, nó nên hơi lún chút xíu. Xe này là xe 3 chỗ ngồi. Đây là cabin của xe. Và một điểm đặc biệt nữa mình muốn nhắc lại anh em thì là bên mình chuyên bán xe theo hiện trạng nhá, không có dọn rửa gì cả. Đó, nên anh em có những anh em không thích bởi vì xe nó chưa dọn rửa thì nó cũng không có được đẹp hay là không có được bóng bẩy giống như những cái đơn vị khác bán xe cho anh em. Còn với mình thì mình bán theo hiện trạng, anh em sẽ lên xem xe ok, mình có thể dọn, mình báo giá dọn cho anh em, hoặc là có thể hỗ trợ anh em, không đáng bao nhiêu tiền cả. Đó, chứ còn anh em mà đã đi mua những cái xe mà đã dọn kỹ lắm rồi thì gần như chúng ta chỉ có xe bằng máy móc thôi, chứ không gầm hay là cabin, mọi người chỉ xem gọi là xem vậy thôi, chứ không có nhiều. Bản thân mình đi mua xe thế không bao giờ mua cái xe dọn rồi, có mua nhưng mà hoàn toàn thật rẻ với là mua nha mọi người. Đó, mình cũng giống như trong các video trước mình có nói sơ qua anh em những cái tư vấn anh em khi mua xe cũ rồi, chúng ta xem các cái góc này này. Đó, cái góc này nha, xem đó nó còn có bùa, góc bùa nó đẹp hay không, bởi vì gần như là không có một chỗ nào làm mà nó thể như xe mới được. Đó, tất cả góc bùa đó, và đặc biệt là cánh cửa này. Đó, anh em nhìn thấy sơn nó zin đây, còn máy móc tí mình sẽ lật lên chỉ anh em xem co. Đó, tiêm sơn đây nha, anh em nhìn thấy ốc còn nguyên sơn. Đó, cái xe này nó còn zin hết nha mọi người, chưa qua sơn dặm hay là bất kỳ cái gì cả, tiêm của nhà máy vẫn đang còn. Đó, đây chính là chiếc nội thất của xe Đô Thành EZ65 đời 2018. Xem qua anh em, số đây chúng ta chỉ có 5 cấp số thôi, 5 số tới 1 số rìa.
Một cái điểm mà tương đối tôi khá thích trên xe YZ số 5 của Đô Thành đó là gần như tất cả các nút điều khiển đều áp dụng vô lăng tay lái. Khi anh em lái xe thì gần hai tay bấm bên này, hai bên này là được rồi. Đó thì sơ qua. Đây mình sẽ nổ máy này cho mọi người xem qua cái xe. Thì cái xe này á, chủ đã chạy 119.652 cây rồi, nó 2 năm là tương đối nhiều. Nhưng mà cũng nói luôn anh em, xe cũ á, thì những anh em nào mà nó chạy đường dài á, chẳng hạn như từ Kiên Giang, xe này là Kiên Giang, U Minh Thượng Kiên Giang chạy đến Sài Gòn thì cứ 2 ngày một tour, thì anh em nghỉ 2 năm xem thì nó là 119.000 thì đúng rồi, đúng thôi. Đó. Với đặc biệt là những cái xe mà anh em mua xe cũ, hãy xem cái sổ bảo hành của khách hàng, trên bảo hành có tốt hay không, tiếng máy, tiếng động cơ đó, đây chính là tiếng máy này. Để tôi hạ tiếng cho anh em nghe tiếng máy luôn nha. Đó, đây. Tiếng động cơ. Gần như là con em du. Anh em mua xe cũ chúng ta cũng không nên quá quan tâm lắm đối với đồng hồ contomet, bởi vì cái này đơn giản mà. Mình thích thì mình có thể tua thôi. Không thích thì mình có thể tua lên thôi. Đó. Anh em phải xem xe thực tế, cảm nhận xe thì chúng ta mới nói chuyện được, chứ đồng hồ contomet nó khó nói lắm nha anh em. Mình xin nhắc lại mọi người là mình chỉ bán xe zin. Đó. Chứ không có bán xe qua dọn rồi. Đó, đối với dòng này thì máy lạnh đầy đủ luôn nha mọi người. Đây, đây chính là mâm của nó. Vỏ đây chúng ta sẽ có vỏ là 725. 725 trừ 16 nha mọi người. Đây, rồi mọi anh em cùng tôi chúng ta mở cái nắp của cái động cơ này lên xem cái động cơ này sau 3 năm sử dụng nó sẽ như thế nào nha mọi người. Và anh em cùng tôi chúng ta mở cái cabin của xe Đô Thành YZ65 này lên xem 3 năm sử dụng rồi thì động cơ nó như thế nào. Đó, anh em đây. Đối với xe Đô Thành YZ65 chúng ta mở rất chi là nhẹ này. Đó, đó, đó anh em thấy chưa? Đấy. Đấy là một điểm mà gần như tất cả những cái xe lắp ráp tại Việt Nam hay những xe chính hãng không có. Đó, nó bộ hỗ trợ nâng cái cabin này lên nó rất chi là nhẹ. Gần như đối với những cái dòng xe khác anh em phải là gần như là dùng rất nhiều sức mới có thể nâng lên được. Đó, đây chính là động cơ. Động cơ của chiếc xe YZ65 đời 2018. Đó, anh em mình thấy gần như là còn mới keng luôn. Đó, chủ đây là mình mới rửa nước thôi nhá. Rồi nhìn thấy đây nè, còn dơ nguyên, nó mới rửa qua nước thôi chứ không có dọn dẹp xe chi nhiều. Đó đây, đây mọi người nhìn thấy đây, xe mình mới chỉ rửa qua thôi. Đó, đây đây là những cái phân biệt lớn nhất khi anh em mua xe để ý. Đó đây, đây là chính là sơn tiết ốc máy, sơn tiết ốc máy đó, tiết máy. Đây mọi người nhìn đây, đây, đây là kim phun này, kim phun này. Đó, đây là chúng ta sẽ có là 4 máy nhá. Cái dòng này là dòng 2.17 4 máy. Đó, động cơ đời 20 ga điện đời 2018 nha mọi người. Cái ốc thâm nhớt này. Đó, sơ bộ này thì xe thì khi anh em mua xe anh em lưu ý giúp mình cái thì mọi người hãy mở cái nắp nhớt này ra. Nắp trên này đó. Anh em mở nắp ra. Đó. Mở nắp ra mọi người hãy để tay như này xem. Xem có xương hay không, nó có xương hay không. Hay để như này nó ướt tay hay không. Nếu mà thấy xương với khói lên thì xe này là đồ xe đã đổ hơi nha mọi người. Đó. Chiếc xe này mình đi xem thì bao zin động cơ. Bao zin động cơ không gầm, máy móc cabin. Đó. Về cơ bản thì xe cũ thì mình chỉ giới thiệu sơ bộ như vậy thôi chứ không có đánh giá nhiều cho anh em nghe. Chúng ta hãy nhấc máy lên gọi điện trực tiếp để mình báo giá dòng xe theo tùy thời điểm, bởi vì xe cũ có những chiếc cùng đời chẳng hạn như đời 2018 với nhau cả nhưng với nhau 10 15 triệu là việc rất bình thường. Cùng bọn nó hơn hoặc là xe nó liền hơn hay là nó mới hơn, nó chạy ít hơn, nó vân vân rất nhiều thứ. Đó, anh em mua xe cũ chúng ta nên lưu ý điểm này. Với cá nhân mình cũng đã bán xe cũ mới vào thôi nhưng thấy đa số khách hàng nhắn tin hỏi thôi. Xin số điện thoại để gọi lại trao đổi trực tiếp, bởi vì xe nó có rất nhiều xe. Đó, nhưng mà anh em không có cho, chúng ta mua cái xe tương đối nhiều tiền. Cuộc gọi điện thoại không đáng bao nhiêu tiền cả, hoặc có thể cho số điện thoại để mình điện lại. Điện lại để báo giá cho mọi người. Nhá. Rất cảm ơn anh em đã dành thời gian xem kênh YouTube Quốc Cường Ô Tô. Ủng hộ kênh. Hãy đăng ký kênh, bấm vào nút chuông bên dưới màn hình để chúng ta nhận những video mới nhất từ em Cường nhá. Rất cảm ơn mọi người.